áo lính Tây Nguyên Xin chào các bác Xin giới thiệu tiếp theo đến các bác Một chiếc áo khoác M65 Phi kết Chuẩn hàng cấp phát cho lính Mỹ Năm 1970 Và đây là một con khóa nhôm Đời cuối cùng Năm 1970 Size áo là size X-Small phù hợp với các bác có dáng người thanh thanh cao trung bình khoảng 1m67 đến 1m72 và nặng trung bình từ 55 cân đổ lên từ 55 cân đổ lên và 65 cân đổ xuống là các bác mặc đẹp dáng người thanh thanh tổng thể chiếc áo này hiện giờ đạt vào khoảng tầm 93 phần à trăm là có bị xước vải đôi chút đôi có nghĩa là hai hoặc ba đấy các bác đôi chút là có nghĩa là có một hai chỗ bị à, xước rất là nhẹ nhàng thôi một con áo đạt độ mới khoảng tầm 90 93 đều màu không bị dính dơ dính bẩn từ trước ra sau là đều là hoàn thiện và tất cả đều là di nguyên chuẩn và một con áo hàng xưa cho các bác sau đây xin mời các bác đi vào xem con áo xem tình hình thế nào và đây là v tay phía bên phải tay phải của áo và chất áo của nó là dòng thớ khô chất vải khô đai ngang xù đây đây các bác có thể thấy cái thớ ngang đấy dòng vải ngang và nó dòng vải khô kiểu khô bạt đấy các bác này đây mũi tay và Bên tay này thì không có gì để báo, còn bên tay kia thì có sờn một chút tí em sẽ báo. Còn đây là cầu vai. Phía đây là phía cầu vai. À, tem tên. Túi. Hầu như là rất là tương đối cho các bác. Chiếc áo này là nó ở cái tông màu à, là là dòng xanh ô liu, xanh sáng tiếp theo là phía bên vây tay phía bên đây thì sẽ có một cái vệt gọi là li ti một chút đây thôi gọi là vết móc đinh rất nhẹ đấy, rất nhẹ thôi chất vải của nó là đây cái chất vải khô đanh như này các bác có thể chú ý này đấy nó là cái chất vải lộ thớ ngang đanh này đấy các bác nhá em hay cào cào vào vải để các bác cho nó dễ hình dung đấy. Và con áo này cũng cũng rất là tương đối là ngon lành. Rất là ngon lành rồi. Còn uh, tiếp theo, phía trên đây thì gồm có cái tem US Army dòng tem vàng bộ binh. Trên đây là cầu vai, chất vải thì, uh, như tương tự như bên kia và là có một cái quả lưng uh, thớ ngang nhìn uh, rất là đẹp vuông vắn phía đây là phía sau lưng này các bác nhá đấy các bác có thể thấy thớ được, đúng không lông xù ừ. rồi à, phía bên đây là tấm chắn cổ bằng bố bố bằng bố này đời năm sáu chín bảy mươi và có trang bị một ổ khóa đế vuông rapid, rapid. phía sau cổ và chất vải rất ngon các bác nhé tiếp theo mời các bác đi vào bên trong đấy con này nó có một bộ khóa cực kỳ ngon sáng bóng rồi, rồi các bác xem nào đây là ổ khóa socovill sáng bóng tuy là cũng hơi úa úa rồi đấy cũng có gọi là oxy hóa cái kiểu mốc mốc rồi nhưng mà còn ok đó có có cái, nó có ám cái thời gian rồi đấy, nên là không thể nào mà mới cứ như vừa mới sản xuất ngày hôm qua được các bác nhá nên là nó chơi cái đồ chơi cái đồ lính ấy. Ngày xưa thì các bác phải à, chịu thôi. Đấy, nó cũng phải có một cái nét gì đấy nó à, nó ướm cái thời gian rồi. Đấy. chứ không phải là một con áo mà mới đến cái độ lưu kho thì nó vẫn vẫn có một cái gì đấy nó khác biệt lắm các bác. Rồi. Ổ khóa thì ngon lành các bác này, không phải nghĩ dương ngợi gì hết nhá. Răng cỏ không có bị móm hay là bị rụng hay gì cả. Rồi xuống nào Đấy Còn đây là đế khóa Tươm tất cho các bác này Dòng đế đen này Đấy và cái bố bộ cái bố dù ở đế khóa rất là ngon đấy, các bác rồi xuống thôi rồi rồi mời các bác vào phía bên trong áo để tham quan bên trong đây là phía bên trong của áo đây à, Nếu các bác để ý thì các bác cũng thấy là chiếc áo này cũng đã quay phim rồi Nhưng sao hôm nay lại thấy quay lại là cũng vì một cái lý do rất là nhỏ nhặt là như này này Đây phía bên trái của cái lót ấy là nó bị xước vải này, bị móc đinh này, bị móc đinh một một cái vệt gọi là gọi là bằng hạt đậu ngay ở cái chỗ bên cái lót này nè đấy các bác có hình dung ra được không đấy nó móc đinh nó hơi sùn sùn một tí đấy là vì cái tội này này quên không báo nên bây giờ mới phải quay video để báo lại à, còn đây là dây rút của nó đây đấy dòng cúc bấm của nó là dòng uh, soco view đấy các bác có thể thấy nét sâu không đấy, nét dập sâu mà phải mịn tay còn dập sâu Đến đâu mà sờ thấy sắc tay là các bác phải cẩn trọng nhá. Rồi. Những cái con áo thật thì nó luôn luôn có một cái đặc điểm nhận diện rất là dễ thôi. Những cái chỗ những cái đường đi nước bước của nó là các bác nhìn phải thật quen rồi, quen mắt qua nhiều năm rồi thì phải quen mắt thôi. Dàn cổ thì rất là sạch sẽ các bác đây nhá. Không không có bị lủng hay cái gì đâu. Rồi bên kia chân khóa dây rút trên và đây là dây rút dưới phía bên kia dàn lót là ok rồi ok còn đế khóa là cái đế phía bên kia thì các bác có thể thấy đây này rồi đấy ruồi nhặng là nó bâu chặt như đinh đấy chắc nụi đấy hầu như con này thì cũng không có chê gì là có cái điểm gì gọi là quá là chê các bác nhé đây là quả tem này là của thằng nhà thầu Alien Ova một cái nhà thầu là cũng rất là tiếng tăm nổi tiếng được sản xuất ra sản xuất ra những con áo rất là chắc chắn thằng Alien Ova DSA 170 và size X small dành cho các bác nào mà cứ 65 cân trở xuống thôi các bác nhá đừng có trở lên là mặc không được đâu Alien Ova X small 65 cân dưới 65 cân và nặng từ 55 cân đổ lên và 65 cân hất xuống là các bác mặc size X small regular là đẹp còn cái dáng người của các bác thì mặc cái con X small regular ấy, thì đòi hỏi các bác cao 1m67 nhá các bác chú ý nghe cho nó rõ hỗ giúp em nhá cao 1m67 đến 1m72 lòng vòng ở đấy là chắc chắn là mặc rất là đẹp còn đây là phía sau lưng này các bác nào cao 1m65 ấy, thì thì sẽ phải chọn cái con ngắn hơn nữa đây là cái cổ con áo này nó màu xanh sáng này màu xanh sáng những cái con áo mà màu xanh tối thì trước đây em quay cho các bác nhiều rồi đấy màu xanh tối là màu nó xanh nhưng mà nó xanh nó tối đi thì nó sậm đi những con này màu sáng thì các bác mặc nó đi nó rất là thích hợp với cái, cái 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 khu vực nào mà nhiều ánh sáng mà mặc cái con xanh sáng này thì rất là đẹp đội thêm quả mũ lưỡi lửng với cả mũ lưỡi cao nữa vào là đẹp làm quả giày bốt đô xô nữa là xong hết phim lưng lá thì ok này các bác này không có gì để báo đâu chỉ có mấy cái vớ va vớ vẩn ở trong lót thì em có báo rồi thì các bác nào mà mặc vừa cái con áo này hãy gọi cho em số 0937 741 741 các bác cao hộ em từ 1m67 nhá cao từ 1m67 đổ lên và nặng từ 55 cân đến 65 cân trở xuống xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau